Dạ, mến chào cô chú và các anh chị đang xem kênh Lục Tỉnh Miền Tây ha. Hôm nay con có dẹp số cây mai và cây cách với năm phôi tứ quý và bốn bốn phôi mai chú thủy ha. Một số cây khác như sọp, gừa, kim quýt ở giao lưu cùng cô chú anh chị em gần xa ha. Con tên Hùng, địa chỉ con là Mỹ Tú, Sóc Trăng ha. Số điện thoại con là 0967 138 038, đó con xài Zalo cô chú. Con chân thành cảm ơn cô chú clip vừa rồi đã ủng hộ con ha. Mong cô chú anh chị em gần xa xem và nhớ ủng hộ con để con có những động lực để tìm cây đẹp để phục vụ cô chú anh chị em gần xa ha. Dạ, đấy không làm mất thời gian của cô chú ha. Con vào cây số 1 ha. Đầu cây cách ha. Đó giờ em cái cảnh thôi. Hay nhờ anh Cảnh đo phụ con ha. Cái cách này mình vừa ăn lá được hả cô chú? Mình ghép linh sam 68 cũng được ha. Chiều cao 78. Chiều cao 78. Quỳnh thân 88. Quỳnh thân 88 hả cô chú? Cái này để bỏ đều bốn mặt cô chú. Cái mình vừa ăn lá vừa làm cảnh được cô chú ơi. Cây năm chồi mạnh ha. Đôi giùm em mình kính bầu cái anh. Đừng kính bầu dài 65 mươi chú. Rồi cây số 1 đầu clip này con xin phép vô lưu là 3 triệu ha. Con bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp tục qua cây số 2, cây tứ quý của chú. Quá trời bộ nồi đế ha. Cái đang đâm từ sống khỏe của chú. Cái này về con về tầm có nửa tháng ha. Tại không đủ cây quay nên con chờ cây quay ha. Cây hiện tại đang đâm từ sống khỏe ha. Trên này bún trực. Trên này bún trực coi chú. Bún xanh xanh nhóc. À. Cây con bao sống bao ship cho cô chú ha. Cao cái mặt bầu 80. Chiều cao bầu 80. Tháng 39 nè. Quỳnh tháng 39 nè cô chú. Rồi đó ông lấy sỏi em anh. Đây sỏi số 29. Đây sỏi 29. Quỳnh bầu 57. Quỳnh bầu 57 anh tổng ưu đấy cho em coi. Đấy con thuốc chơi vòng vòng. Rồi vậy cho cô chú tham khảo. Ồ cô chú tham khảo con ha. 100 chẳng cô chú. Trên 100 ha. Còn 106. Còn 106 của chú. Cây này khá duyên của chú ơi. Về vừa ghép luôn ha. Rồi cái mã tứ quý số 2 con xin phép vô lùa là 3 triệu ha. Con có bao ship bao sống nè cô chú. Rồi tiếp tục con lên mã số 3 của chú. Con tứ quý của chú ơi. Mà vẫn trực ha. Chỉ cần nó có đều ha cô chú ơi. Xem em về dòng anh. Đế này cũng bỏ đều quá mặt của chú. Cái mặt bầu 132. Chiều cao tới mặt bầu 132 của chú. Quỳnh thằng 33 ha. 4 đến 33. Dạ. Đến bầu 57. 57. Để này bỏ đều bố mặt của chú. Này vậy mau ghép mau chơi ha. Chỉ cảnh có sẵn ha. Rồi mã số 3 là con xin phép vô lưu là 2.500.000 của chú. Rồi tiếp tục con vô cây số 4 của chú. 4 cũng là cây tiêu quý của chú. Để lực đi bắp nha. Bỏ đều tứ diện luôn cô chú ơi. Để lực vào thâm. Rồi, mà dán hơi siêu siêu của chú. Cái mặt bầu 142.
142, nặng bách tư cơ. Đó hai thông số cho cô chú ha. Rồi. Đây 40 nha. Đây 40. Chụp lên trên này một cái. Này 31 cái. 31. Lên bầu 60. Lên bầu 60. Đấy lực cô chú. Đấy lực đi bỏ đều bốn mặt luôn ha. Rồi cái mã số 4 này con xin phép vô lô là 2.900.000 ha. Còn bao ship bao sống ha. Rồi tiếp tục con lên mã số 5 là cây tứ quý của chú. Tứ quý dáng trực tông cao của chú ơi. Một cốt rất ngọn luôn ha. Chiều cao nó tầm 2m2 có hơn cô chú. Mét chữ tới đó cô chú. Có 2m2 ha. Này dáng bonsai. Phần thân vị trí 37 cô chú. Linh màu 53, đế này cũng đều cô chú ơi. Này dáng co lắc thiên nhiên ha. Tú quý. Đấy bỏ đều tứ diện của chú. Ở trong này có nè cô chú. Này có hết nè cô chú ơi. Rồi cái mã số 5 này con xin phép vô lưu là 3.500.000 ha. Con xin đọc lại số điện thoại con là 0967 ha, 138038. Con xài Zalo cô chú. Cô chú nào mà có vị trí nào không rõ kết bạn Zalo con nha, để xem con số rõ hơn nha. Rồi tiếp tục con vào cây số 6 cây mai chú thủy cô chú ơi. Da đen nó lớn ha. Cái này cô cút trong nhà cho mua trong chậu ta, này bẻ chậu của chú ơi. Này cũng mua về cũng lâu rồi, tâm chồi cả trơn ha, cây sống khỏe ha. Nâu cục cục. Này cục cục luôn ha. Chiều cao. Chiều cao 118. Cao 118 của chú ơi. Hoành thân dưới này 59 ha. 59. Kính bầu 60. Rồi kính bầu 60 của chú ơi. Đây già cây dữ. Già đâu cục cục ha. Cây này cũng là không biết đợi cú lĩ nào giờ. Rồi cái mã số 6 này con xin phép vô lưu là cũng 3.500.000 của chú. Rồi số 7 cũng là một cây chiêu thủy dây xanh lá lớn của chú. Dây đen. À, dây đen lá lớn cô chú. Dây đen lá lớn. Rồi cháu xin chiều cao đúng không anh? Giá sinh viên. Cái mặt bầu là 97. Mặt bầu 97. Bình thân 42. Đi sổ mà. Đi sổ. Sổ 32. Đây sổ 32. Kinh bầu 45. Kinh bầu 45. Rồi xây trong nhà dòng đó anh ơi. Rồi để sổ cái cây viên bình trà của chú. Rồi mã số 7 con xin phép cho luôn 1.200.000 ha. Con bao ship bao sống ha. Rồi tới mã số 8 luôn của chú ơi. Cũng là bình trà luôn ha. Này có mấy bác hồi xưa không chơi ha. Bẻ không chơi là bình trà. Bê đặt ha. Chào tới mặt bầu 49.
cao tới bầu 49, tổng hai thân ha. Tổng hai thân là 47 của chú. Con chị tử ha. Rồi thằng 36 ha. Bầu 45. Rồi đường kính bầu 45 của chú ơi. Rồi mã số 8, số 8 mình xin phép vô luôn là 1.200.000 đúng không chú? Rồi tiếp tục lên mã số 9 nè, cũng là mai chú thủy da đen lá lớn luôn ha. Mấy cây này đế nhỏ nhỏ mà đế viên viên không coi. Nhỏ mà đế có viên. Rồi xin mình thăng ra đây. Cái này một bụi lên hai thân nha. Cái này 43 của chú ơi. Chiều cao 70. Chiều cao 44. Chiều cao 44 ha. Rồi mã số 9 này 1.200.000 của chú ơi. Rồi tiếp tục lên số 10 của chú ơi. Nhỏ mà này đế đắm của viên ha. Dạ khứ của đấy. Cao 79. Chiều cao 79. Thằng 38 nè. 40. Đo giờ em mới lấy sổ luôn anh. Lấy sổ, lấy sổ 34 ha. Rồi mã số 10 này con xin phép giao luôn 1.200.000 luôn ha cô chú. Con bao ship bao sống luôn ha. Rồi tiếp tục lên mã số 11 là một cây si búp hồng của chú. Ở trong con gọi là cây gừa, ngoài bắc gọi là cây si búp hồng ha. Này như gùa của chú. Nó ôm cây măng cầu hết cây bát vậy ta. Cái này chắc ôm cây bát. Dạ dữ lắm ha cô chú. Dạ múc trắng hết. Nãy mới lo hoành tăng sao đâu tổng cái. Chiều dài nó nè. Dài 54. Dài 54 nha cô chú. Tổng 137. Tổng 137 cô chú. Tổng còn xa cô chú. Đây nó có lỗ bọc đây mà cứ ngắt sành đá cho cô chú. Cái đó cái cây khác mà. Cái cây khác. Cái này cái này biết cây nào mục chỗ này cô chú. Cây này nhìn ngoài viên cô chú ơi. Con gùa ha. Rồi mã số 11 bà con xin phép lưu là 3 triệu ha. Con bao ship bao sống nha cô chú. Tiếp tục con lên mã số 12 của chú, cũng là cây si hồng của chú ơi. Này nguyên khối đặc của chú. Cắt tỉa chân lọc lá. À. Không ngày đâu, kính cây không thời gian thu gọn này gì cô chú về cắt sơ của chú nghiên cứu cắt lại mình con ha. Cao tới mặt bầu 65. Chiều cao tới mặt bầu 65. 82. Tổng như 82 của chú. Bị dướng mấy cọng rễ tính 80 thôi. Dạ, rồi tính 80 của chú thôi.
con kính bầu dài mà em đây. Kính bầu 68. Kính bầu 68. Rồi mã số 12 con ship Zalo là 2.500.000 ha. Con cũng bao ship tàu quắc luôn ha. Rồi tiếp tục lên mã số 13 với 14 là cặp mai chú thủy, mai chú thủy cô chú. Đây cặp gắn ha. Đây ở ngoài nắng quá con vô trong trò quay luôn cô chú ơi. Này gặp gắn luôn ha. Rồi hình gắn luôn chú. Có đuôi có đầu ha. À. Cao tới mặt bầu lên 115. Cao tới mặt bầu 115 cô chú. Cốt 17. Cốt 17 nha cô chú. Ngang này 58. Ngang 58. Lên như bầu 47 cô chú. Quăng quăng ha. Rồi con lên thêm cây số 2 nữa con báo giá con cô chú. Rồi con lên mã số 14 là con gắn số 2 cô chú. Gắn này con giao luôn cặp ha. Cái này cái kia giống nhau như 80 của chú ơi. Mong cô chú chị em gần xa xem nhớ ủng hộ con ha. Chiều cao 98. Chiều cao 98. Thân thân 29. Thân thân 29 nhưng chú. Này hay, nguyên buổi hai thân chụp lại ha. Thân thân 96 ha. 57 rồi. Lộn thước. Lộn thước cô tứ. 8057 cô chú ơi. Cặp gắn này nghệ nhân nuôi cũng công phu cô chú ơi. Nuôi 7-8 năm mới được cặp gắn này ha. Rồi cặp gắn này con xin phép giao lưu là 3.200.000 ha. Con bao ship toàn quốc luôn cô chú. Này ship cặp này cũng còn nhiêu tiền nè cô chú ơi. Mong cô chú anh chị em gần xa xem nhớ ủng hộ con ha. Thấy con có động lực để tìm những cây đẹp để phục vụ cô chú anh chị em gần xa ha. Rồi số 14 là một cây này cây sọ của cô chú, hôm qua miền Bắc gọi là cây túc ha. Cây này khá duyên dáng cô chú. Này chủ nhà cũng chơi cũng lâu ha. Cây này hiện tại sống khỏe, trời non bụi không ạ. Quyền dính sau cây kim quýt thì sao vậy anh? Chiều cao 87. Chiều cao 87 cô chú. Này độ 2 thông số cho cô chú coi đây. Này cái eo nhỏ nhất kìa, 50. Eo nhỏ nhất 50 ha. Cái này 93. 93 cô chú. Cái cục này luôn 143. 143 cô chú ơi. Cây mã số 14 này con cây là 2.500.000 ha. Con bao ship toàn quốc ha.
đậu xe hơi ồn á, có những vị trí nào của chú gõ kết bạn Zalo con ha, để xem số gõ hơn ha. Rồi mã số 15 là con xin phép Zalo của chú là cây cặp kim quýt ha. Cái này con Zalo cặp với cô chú. Hai cái này do giống nhau như 8-10 của chú ơi. Sẵn đây đo thông số mà em tới ngày mà em với anh. Ngang gì là 1 mét thôi cô chú. Cao tới mặt bầu 110. Có mặt bầu 110 ha. Đo tổng luôn chứ. Này đo tổng sơ sơ của chú ơi, tại nó nhiều thân kiểu cành cổ. Thấy quá trời. Quá nhiều thân. Mấy cái đó kìa. ba mươi lăm dính vô nhánh nhỏ tính 30 cô chú. Kinh bầu 60. Kinh bầu 60. Đế nó diện cho cô chú. Này còn xấu gì nữa con chậu mà. Cái này con bắt nuôi trong chậu của chú ơi. Chậu nó gì ha. Còn dàn xương của nó thì lắm ha. Cái này nó còn bỏ đất ghim trong của cô chú. Chừng nào cô chú có bắt cặp này thì con xin phép rút chậu lại nha. Chậu này xa cũng bể nhưng mà ship cũng cao của chú ơi. Rồi đây là cái số 1 của chú. Tiếp tục là con lên cái số 2 luôn đi chú. Số 2 báo giá luôn nè. Cái này nó hơi yếu hơn cây số 1 ha. Rồi đó đó tấn em nha. Luôn 1 mét cái này kia bằng nhau á. Cao 137. Chụp cao 137 của chú ơi. Thân 27. Mình thân 27 à. Đế 105. Đế 105 của chú. Này đế sỏi lắm của chú. Bầu 63. Sổ 32. Đế sổ 32 còn dưới nữa cô chú, nó tầm phán này rồi cô chú. Đế sổ này tới cộng đế sổ tới 4 tấc cửi lần. Nó còn nằm ngang mặt chậu này, cái bồng ghim của nó nha.